vụ, xin chào lên cho anh em. Tôi và Tiến chào cho anh em. Tôi với mày chào lên cho anh em. Ok con ạ, thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với series những lòi lẩu khổng lồ. Trời lạnh lạnh này ăn lẩu thì tuyệt vời nha. Ấm mình ạ. Và hôm nay mình sẽ làm một nồi lẩu cá kèo các bạn ạ. Thì cá kèo này rất là khó mua bởi vì chỗ mình không có. Thì kia hôm nay đã có cơ duyên để có thể mua được cá kèo. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem số cá kèo và số nguyên liệu mà anh mình đã chuẩn bị. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là 4 cân cá kèo mà mình đã mua các bạn ạ. Nhìn rất là nhiều luôn. À không, phải đính chính lại là không phải do mình mua mà mình nhờ bạn Lâm, và bạn Lâm lại nhờ một người bạn ở trong Đà Nẵng mang ra. Bởi vì chỗ mình không có nên mang từ Đà Nẵng ra thì cá kèo này không còn được tươi ngon như lúc còn sống nữa các bạn ạ. Ô anh ơi, con này nhìn giống cá chạch đây. Ừ, nhìn nó giống nhưng mà anh có hai đặc điểm không thể giống. Thứ nhất đó chính là màu của con cá kèo. Thứ hai là con cá kèo này mồm không có lông. Ừ, lông lông. Lông. Dâu 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 dâu, gọi là mồm không có dâu. Cá lại có lông. Con này dài đấy, anh nhìn thấy cơ bắp ấy, con này ăn thịt chắc dài ngon. Em từ bé giờ nhìn thấy con này bao giờ đâu. Tất cả mọi người anh em mình ở đây đều chưa ai nhìn thấy con này và chưa được thưởng thức con này. 20 phần đấy. Và bên này anh em mình có chuẩn bị thêm một chút rau cỏ để anh em mình cho vào nồi lẩu cá kèo anh em mình ăn kèo các bạn ạ. Ở đây có một chút ớt này, rồi mùi tàu, tía tô, rau ngổ, rau muống, rau giá và có thêm một chút bi chuối hay còn gọi là hoa chuối các bạn ạ. Mấy gói lẩu thái. Hả? Cá đi làm trước để nhanh để còn thưởng. Ok bạn, ok. Và mấy lọ sa tế, cà chua. Ngay bây giờ mấy anh em còn lại sẽ đi làm số rau này các bạn ạ. Đi bạn. Đói cả túi luôn bạn ạ. Ôi. Ủa thế anh ơi, con này anh sau khi anh em mình rửa muối xong anh em mình có phải mổ không? Không, không. Em mà mổ chỗ cá kèo này còn đến tối à, nhiều cái kia cơ mà. Còn xít và rất là nhỏ. Em ăn cá chạch em có mổ không? À không, không, ăn cá chạch em không mổ. Em mút hết đúng không? Ví dụ mà tí nữa ăn mà có xít thì em nhả ra thôi. Em cứ thấy đưa này là ăn cá chạch em thấy đưa. Ờ đấy. Cá này nó căng thịt thật đấy. Hay như con chứa, con này có chứa bạn ạ. Có chứa. Nó có chồng à? Tí nữa mà chín là ông cứ lại cho mồm mút phát, rút phát là hết thịt luôn. Còn chắc cái ruột của nó ở giữa rồi. Làm tí giặt quần áo rồi. Ừ, các bạn giặt quần áo. Anh ơi, thế thì chú anh định cho cá bi à? Em có ăn được cá bi không? Chắc là lâu dừ ra ăn được anh ạ. Cho bi thông tin cầm cá bi lên gặp à? Nếu mà em ăn được cá bi thì anh sẽ cho cá bi vào. Có gì đâu. Thôi để đấy sau bị lôi ra mua anh em nữa. Mua anh em nữa? Thế thôi anh nhớ em hết. Được tiên cá bi. Hôm nay em sẽ không để cho anh Lâm anh nhặt giá. Để im mày chút nữa em rửa, không để cho anh Lâm nhặt giá nữa. Anh Lâm đang bận làm cá rồi. Nhặt giá kiểu lại còn đi ngắt rau giá đúng không? Ngắt từng cộng một. Ngắt chắc là hết ngắt túi rau giá này thôi. Kiểu như là rảnh rỗi vô công rồi nghề, có việc gì làm đâu, gọi là giết thời gian mà. Bây giờ thì mình sẽ cho nguyên liệu ớt, cà chua và sa tế vào trước các bạn ạ. Cái này ăn mới ấm bạn ạ. Em ơi, cái này nó không ra, nó bị đóng băng anh ạ. Em dì nước đi, không lấy cái thìa để múc ra. Trao qua cái nước ở dưới kìa. Nhìn cay đỏ nhờ. Đúng không? Ăn chắc cay lắm. Cay lắm. Đây lại đợi nó sối thôi.
Ô bọn này rảnh nhỉ? Có thích không ra rửa rau để nhanh còn cho lồi lẩu để còn ăn giờ ngồi đây. Chịu ngồi pha nước pha uống cho ấm cơ thể. Một tháng đi ra rửa rau nhanh nhanh. Thôi anh. Thế thôi thế. Anh uống không? Thôi đi pha để anh uống. Ấm đây anh ạ. Ừ thôi được. Cứ thư giãn đi xong thì ra làm rau sau được. Em còn hơi ít nước hay sao? Anh nhớ đâu mà đi. Có nhiều vẫn còn mà rồi đấy, em phóng. Đấy, và anh lấy thêm nước. Thôi thôi anh ơi, được được rồi đấy, chắc là được rồi đấy. Chết nhem, nôn nóng quá. Chắc ấm lắm nhỉ. Ôi, ấm lắm. Ấm lên người. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Mời các bạn. Ê khoan. Cho trước khi cho anh thêm một chút nữa. Rồi. Phì lắm các bạn ạ. Ấm hết người. Giữ ấm cơ thể. Thôi thế ấm xong thì chuẩn bị để đi rửa rau ấy nhỉ. Anh không phải dục. Em uống xong em phát ra tự làm, không cần phải dục. Đấy quan trọng là tí anh em mình thưởng thức chứ. Đâu em có tinh thần tự giác chưa tốt. Em cứ uống hết ca này mới ra rồi. Ừ thế thì tốt rồi. Anh cứ tưởng thức đi. Ok. Uống nước cốc đi ra du phủ. Đúng rồi. Nó hết cả rồi. Đỏ này tí ăn phê đấy em ạ. Đây thì mình sẽ cho cá kèo vào, đợi cá kèo chín là như mình sẽ cho lốt rau vào là thưởng thức được luôn rồi lẩu cá kèo này. Tầm xế xế chiều rồi, anh em nào cũng đói luôn rồi ấy. Hôm nay mà dép như hôm qua thì ăn này phê luôn. Thế hôm nay bạn ăn không phê à? Hôm qua 9 độ run hết người bạn ạ. Tôi vẫn thấy bạn mặc ấm lắm. Bây giờ hôm nay 13 độ rồi. Ui giời. Ô cá này lòi lói. Nhìn ngon nhỉ. Không biết tí thưởng thức thế nào đây. Chắc mắc phê bạn. Thôi cho vừa thôi ông đầy em. Rồi. Đây là bước cuối cùng của anh như mình. Đợi rau chín này như mình thưởng thức luôn. Trông khá là ngon, bắt mắt đấy. Bạn dìm thêm tí nữa đi. Chủ yếu màu đỏ và ớt lỗi hơn những cái màu khác của rau. Để cái cày lắm rồi. Chắc là 2 phút anh mình thưởng thức được luôn đấy. Bây giờ như mình sẽ bắt đầu thưởng thức nồi lẩu cá kèo này các bạn ạ. Có cái cá lặn hết rồi anh. Thì bây giờ em vớt nó lên là nó các hết lặn. Làm con cá. Mời các bạn nha. Ui dồi ôi. Trời lạnh lạnh, thưởng thức lòi lấu tuyệt vời nha. Mời bạn nha. Anh cày quá. Múc thêm một ít cái bát nóng. Tôi ăn cá kèo xem như thế nào nhá. Em thử ăn xem giống cá chạch không nào. Mời các bạn nha. Mặc cày. Đúng rồi, rau tế tô, rau hủ thơm. Đấy, tiết cá. Bắt cá này ha. Tôi ăn xem cái này. Ngon không em? Ê, ngon rồi cá chạch. Mời bác. Ăn nó ngon luôn cả chạch. Mời các bạn nha. Thịt mềm. Ăn thịt thơm thơm. Mời các bạn nha. Ôi em nhai chả thấy ruột đâu. Chết rồi, không lấy quên không lọc ra. Ngon thôi đấy. Mình mời các bạn ăn cá kèo nha. Mời các bạn nha. Anh cá kèo là kèo cá độ đây. Anh nhưng mà tôi thấy như này mình còn đang thiếu nguyên liệu. Bởi vì tôi xem qua là thiếu lá giang. Lá giang thì tôi tìm không thấy. Lá rất là lạ luôn. Thiếu mấy loại rau nữa. Tầm lá chứ nghe ra không qua bao giờ. Anh có tìm hiểu gọi là lên tìm nhưng mà không thấy loại lá ấy. Nó rất là lạ luôn đấy.
chắc mấy cái lá này nó chỉ ở các miền thịt khác. Thịt thơm thơm. Đúng rồi, anh Lâm vừa bảo thịt gì? Thịt con mấy con này đi tập gym mà. Khi mà kiểu như cho nhiều rau vào ấy, nhưng mà em thấy bây giờ chủ yếu là chỉ chắc mùi rau ngổ với rau tí tô rồi. Đúng rồi, mấy cái loại rau nó thơm. Phá ăn cá ngon đấy. Từ từ tí nước. Nó cay lắm. Cay uống nó mới ấm, cay đang lạnh lạnh. Anh em một nước đi uống. Ừ. Cái nước nó ngọt thật. Không cần linh xương mà nấu cá này ăn ngọt mà vẫn ngọt. Cá chắc phải mang cần cái câu thật. Nước ngọt nha. Đây, đây cá này. Mỗi xương giữa rồi. Ăn đi, nhấp đi, nhấp đi. Đây cá này. Ủa. Thì anh em cố gắng đánh chén hết chỗ này nha, đôi nước ăn cơm. Hình như khi cho rau vào cá lại lặn hết. Đấy, cá đấy. Đấy, em múc rồi, em múc cao rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức lẩu cá kèo các bạn ạ. Bạn cho tôi xin môi đi. Đây, không phải cá, cả rau luôn mà. Thôi bạn cứ múc tôi ít cá rồi, ăn quen mồm mai không có mà ăn đâu. Đúng không? Mình, cá kèo chúng mình làm gì có. Mình lại nhờ người ta mua hộ vậy. Okay. Mình mời tất cả mọi người nhá. Cảm giác nào bạn? Tôi mới phát hiện ra một cái. Em không ngửi thấy con. Tôi nhai cả xương ăn rất là ngon mà ạ. Quả rau mềm hết xương luôn. Mềm giống như cá trạch mà. Mà bạn thấy lạnh thì làm thử tí nước này. Đây tôi có nước rồi ạ. Làm thử tí nước cho nó ấm ạ. Ăn cá này rất là thơm. Cay. Thịt nhai kiểu mắc cay. Chắc chắc. Thịt cá này tôi ăn cay kiểu cá chấm giòn ấy. Nhai. Kiểu như chắc thế nhưng mà cá chấm giòn không thể ngon bằng cá này. Cá này nghe bảo nấu cá nó ngon đấy. Rất nhiều các bạn. Giá như con cá này nó to hơn này thì tốt. Nó to ví dụ to bằng cái muôi chẳng hạn hay là to bằng cái bát. Ủa nước cây quanh à? Nó chưa kịp lưỡi nó bắt đầu rồi. Bạn đang có thử nhai cả xương không? Ngất người rồi. Tôi từ lẽ là ăn toàn cả xương. Tôi bỏ xương ngon. Không bỏ một cái gì luôn. Mềm nhúc luôn anh. Cái lạc ta vặn nó xương đây ăn quả lạc cả xương. Đúng như mạnh bảo xít tôi nhai hết. Tôi ăn hết. Biết đâu mà ăn nó lại thơm ngon hơn thì sao? Mà em nhai bây giờ chả đi ruột đâu ấy. Này, con này nó không có ruột thì nó chỉ có xương. Cá không ruột rồi. Cá không ruột sâu cơ vị. Ruột nó vào bụng hết rồi, vào bụng mình hết rồi. Hình như ở khu mình chưa ai bán lẩu cá kẹo này. Nên em mình khá là ngày nhập ít từ hàng và bán lẩu cá kẹo này. Tôi tưởng bạn định nhân giống. Mình nhân giống không mẹ, mình cá bán lẩu bạn nào, mình còn giống mình bán hàng ngày. Em tưởng cái cá này nó số lượng có hạn rồi. Hóa ra nó vô hạn rồi. Tính ra mình nhập được cái hàng này và bán ngoài Bắc lẩu cá kẹo ngon đấy. Chúng ta nghe lạ, thử ăn một lần chúng ta lại ngon kẹo đấy. Ăn đi ăn tiếp. Em thấy cái cá này ăn nó rất lạ mồm mẹ. Tại vì mình đánh chén hết gần nửa rồi rồi. Nhỏ này mạnh mày phết đấy. Mày rét là ăn lẩu ấy nhưng mà ăn khỏe. Thời tiết khá là phù hợp. Anh em nào thử đánh giá qua về món cá kèo này không nào? Em thấy cái cá này ăn nó cảm giác nó cũng đúng kiểu như là mình ăn con trạch ấy, nhưng mà cái mùi của nó có cái mùi đặc biệt, nó khác hơn hẳn hơn. Thịt nó rất ngọt ấy. Cái cá này nó không muốn như trạch, thịt nó dai nó chắc, trạch kia mà mình mà lúc kiểu như là mình đút nó gì lên là nó muốn ra. Nó bị lát hết ra. Mà cá này nó dai chắc. Chắc là lúc đấy anh bảo cái ngoài này tập gym nhiều nhỉ. Chắc thì anh thấy được cái không? Ăn cá kèo này thì cái nước lẩu hình như là anh mình không cần phải linh xương. Uống nước là thấy ngọt. Nước ngon nhỉ? Anh cảm giác thấy ngọt thì em cay quá. Vừa ngọt vừa cay. Bây giờ là anh đang nóng trong người, cay bây giờ phát. Anh chưa lấy hết bát đi chưa? Chưa. Ôi, cố gắng lên. Tôi thấy múc đầy. Phải nói là ngon thứ thiệt luôn. Vậy là như mình đã đánh chén hết lửa lồi cá kèo rồi các bạn ạ. Và để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì như mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này